Hello, chào tất cả mọi người. Thì chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một clip để giới thiệu tới mọi người một dòng sản phẩm mới. Thì dòng này thì hôm bữa thì anh Vũ anh cũng đã có review là khui thùng và tổng quan sơ qua về vấn đề cấu trúc này kia rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ làm clip để mình giới thiệu chi tiết về dòng sản phẩm này để mọi người chúng ta sẽ nắm rõ hơn về các cái công dụng và cũng như các tính năng được tích hợp trong dòng sản phẩm này. Đây là một thương hiệu tới từ Đức, mạo của nó là SE Audio Technics IA202D. Thì mọi người cũng không có lạ gì về thương hiệu này nữa. Thì thương hiệu SE này thì là một thương hiệu mà cũng về Việt Nam mình cũng đâu đó cũng tầm 5-6 năm gì đó rồi. Thì từ trước tới nay thì thương vụ bán những dòng sản phẩm này cũng được khách hàng đánh giá cũng rất là ok. Và gần đây thì bên mình thực chất là cũng mới phát hiện ra thêm dòng này nữa, không phải là mới phát hiện nữa mà vô tình có một khách yêu cầu, cho nên là bên mình cũng mang về để test và cũng để bán cho khách. Nên là khi mang về á thì bên mình test thì thấy âm thanh nó rất là ok luôn, và nên khi đi lắp vào và được khách hàng đánh giá cũng rất là tốt, cho nên là mình mới quyết định là đưa dòng sản phẩm này về để bán cho khách hàng. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ và đi sâu vào các cái tính năng được tích hợp trong chiếc mền này. Đây là dòng mền IA202D. Ngoài ra nữa thì sẽ đang còn một dòng, đó là dòng IA402D nữa. Thì dòng này thì sẽ được nhà hàng phối ghép, đó là với dòng IC32 hoặc là dòng IC34. Thì dòng IC32 này thì được đánh với trực kháng đó là 16 ohm, còn dòng IC32 này 34 này thì được đánh với trực kháng đó là 8 ohm. Thì vào một clip sau thì mình sẽ phối ghép với hai dòng này để mọi người chúng ta sẽ nghe và trải nghiệm thử về cái chất âm khi nhà hàng phối ghép với những dòng này nó như thế nào. Đây là cái cấu hình mà nhà hàng phối ghép với mọi người ha, chứ không phải bên mình phối ghép đâu. Cho nên là một nhà hàng phối ghép như thế nào thì chúng ta cứ định như vậy chúng ta sử dụng, thì khi đó thì cái chất âm cho ra nó sẽ ok hơn so với chúng ta tự chúng ta xách một cái men trôi nổi khác để chúng ta phối ghép với dòng loa này, thì nó sẽ không có đạt được như nhà hàng phối ghép với mọi người. Thì những dòng này thì đó là những dòng mà đi nguyên cái combo đó. Thì mình sẽ không để mọi người chúng ta phải chờ lâu nữa, thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu chi tiết và những cái công dụng nhưng mà cũng như các tính năng được tích hợp trong chiếc mền này. Ok, thì mình sẽ giới thiệu với mọi người về cái mặt trước của mền. Thì mặt trước của mền được sử dụng chất liệu đó là nhôm nguyên khối. Thì khi chúng ta nhìn vào đây thì nhìn nó rất là liền lạc và nhìn nó rất là dày luôn mọi người. Đó. Ngoài nữa thì dòng mà IA202D này thì được sử dụng đó là màn hình một cái màn hình LED, và được tích hợp cái sự vấn đề quan trọng nhất của mình đó là mền được sử dụng với bo mạch là Class D, và được tích hợp đó là DSP, nói chung là thay cho một con controller. Ví dụ như khi chúng ta sử dụng một cái mixer mà cái mixer nó chưa có controller thì chúng ta phải có mua thêm một con controller nữa, thì khi đó thì nó mới tối ưu được. Nhưng không cần, khi chúng ta sử dụng dòng mền này thì chúng ta sẽ không cần con controller nữa, mà đã trong mền này đã được tích hợp DSP rồi, thay cho controller rồi đó. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua một số tính năng trong phần DSP của chiếc mền này mọi người ha. Thì phần âm lượng, gain thì cũng như các dòng mền thông thường khác thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ vào cái phần DSP. Đây mọi người. Thì đây là phần DSP setting. Thì bây giờ mình muốn setup thì mình sẽ vào phần này. Đó, mình sẽ bấm vào. Rồi trong này nó sẽ có là channel A và channel B. Bây giờ mình muốn setup channel A thì mình sẽ vào channel A trước. Đó, trong cái channel, mỗi channel như vậy thì sẽ có đó là những cái preset của nhà hàng. Ví dụ như dòng main này được sản xuất để phối ghép với dòng loa, đó là dòng loa IC32 và IC34. Cho nên sẽ có hai preset của nhà hàng đã làm sẵn. Ví dụ như khi chúng ta sử dụng loa IC32 thì chúng ta sẽ chọn vào reset là IC32. Khi chúng ta sử dụng loa IC34 thì chúng ta sẽ chọn vào reset của IC34. Đó sẽ làm giảm bớt cái thời gian setup của chúng ta. Đó sẽ có phần âm lượng input, rồi là sẽ có high pass filter và low pass filter. Thì cái này là cái rất là quan trọng. Ví dụ như khi chúng ta muốn cắt tần số chia quay cho loa thì chúng ta sẽ vào phần này để chúng ta cắt tần số chia quay cho loa.
sẽ có pha, đó đảo pha mọi người. Còn phần equalizer thì sẽ có tới 5 băng lực đó, sử dụng để chúng ta muốn cắt những số tần số dư này kia thì chúng ta có sẽ thể vào phần equalizer này mọi người ha. Và cái điều quan trọng nữa đó chính là phần delay đó. Nói chung là các cái tính năng được tích hợp như trong này thì nó cũng tương tự như là một con controller thôi mọi người ha. Thì vì đây là phần DSP rồi mà. Rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cái phần phía sau của main. Ok, và đây là phần mặt sau của main. Thì phần in tín hiệu thì được nhà hãng tích hợp, đó là jack Canon cũng như là jack socket để phù hợp cho nhu cầu sử dụng của chúng ta. Ngoài ra nữa thì phần in phần out công suất cũng như vậy, thì cũng được tích hợp jack piston và jack socket. Nó cũng thông thường như các cái main khác thôi mọi người. Thì có thêm một sự khác biệt đó nữa, đó là chính là có thêm một đường công suất out ghép đôi là A và B. Thì ví dụ như khi chúng ta sử dụng hai chiếc loa cùng nằm một chỗ, ví dụ như khi chúng ta lắp những hệ thống âm thanh nhà thờ hoặc là hội trường này kia, thì chúng ta có hai chiếc loa nằm một chỗ thì chúng ta có thể đi một sợi dây bốn lọi để chúng ta đi vào một cửa này thôi, và chúng ta không cần phải đi hai cửa này. Những tiện lợi cho nhu cầu sử dụng của chúng ta, một cái thiết kế cũng khá là thông minh, rất là hợp cho nhu cầu sử dụng. Quạt gió thì nằm ở phía sau mọi người ha. Dòng main này á, khi mình test thì thấy quạt gió nó quay rất là êm chứ không như một số dòng main khác đâu mọi người. Ok, thì clip sẽ mình sẽ xây dựng ở đây. Và clip sau thì mình sẽ giới thiệu tổng quan sơ qua về hai dòng loa này, và mình sẽ test thử cho mọi người nghe thử về cái chất âm của dòng main này được phối ghép với dòng loa này, để xem là chất âm nó cho ra như thế nào. Mọi người chúng ta sẽ cùng nghe, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm xem là cái chất âm nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta hay không, phù hợp với cái nhu cầu mà gia đình chúng ta sử dụng hay không. Rồi, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share và subscribe mọi người ha. Chào tất cả mọi người.